Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, một sự việc hy hữu xảy ra đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một cô gái bị đông cứng hàng giờ liền dưới cái lạnh âm 30 độ C, cơ thể bị đóng băng đến mức kim tiêm cũng không thể xuyên qua da, nhưng lại phục hồi sự sống mà không phải chịu bất cứ một tổn thương nghiêm trọng nào. Các bác sĩ chứng kiến đã phải gật đầu và công nhận đây là sự kỳ diệu của giới y học mà họ không thể giải thích được. Cô gái may mắn ấy là ai? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thời điểm xảy ra vụ việc vào tháng 12 năm 1980. Jean khi đó là một thiếu nữ 19 tuổi đang sống ở một thị trấn nhỏ Langby, Minnesota, Mỹ. Vào ngày 20 tháng 12 năm 1980, Jean đã lái xe của bố đi chơi cùng bạn bè rồi trở về nhà lúc nửa đêm. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó rơi vào khoảng âm 30 độ C. Chiếc xe của bố Jean đang chạy trên đường tuyết trơn trượt thì rơi xuống một con mương. May mắn là Jin vẫn còn sống. Cô bước ra ngoài và đi đến nhà của một người bạn tên Wally Nelson, cách nơi đây chỉ 3 km để cầu cứu. Thế nhưng, nhà của Wally dường như xa hơn Jin nghĩ khiến cô dần cảm thấy tuyệt vọng. Khi nhìn thấy được ánh đèn phát ra từ nhà của Wally cũng là lúc Jin ngất đi. Sau đó, Wally đã tìm được Jin cách nhà anh hơn 4 mét. Được biết, Wally biết rất rõ Jin bởi vì khi đó cô đang hẹn hò với bạn thân của anh. Trong 6 giờ liên tục, cơ thể của Hilliard nằm giữa giá lạnh và mất đi hơi ấm. Cô bị đóng băng, theo lời kể của một số nhân chứng. Nhiều năm sau, trên sóng đài phát thanh công cộng Minnesota, ông Nelson vẫn không giấu được nỗi choáng ngợp khi kể lại về sự việc năm đó. Tôi túm lấy cổ áo và kéo lê cô ấy vào hiên nhà. Tôi tưởng cô ấy đã chết, lạnh cứng hơn cả một tấm ván nhưng tôi thấy vài bong bóng bay ra từ mũi cô ấy. Người Hilliard cứng đến mức Nelson và bạn của ông không thể đưa cô vào trong xe bán tải. Họ buộc phải đi xe khác lớn hơn. Hai người cẩn thận đưa Hilliard vào xe và chở cô đến bệnh viện gần nhất. Bệnh viện nằm ở Foston, cách nhà Nelson khoảng 10 phút lái xe. Các bác sĩ ban đầu nhìn thấy tình trạng của Hilliard đều không tin rằng cô có cơ hội sống sót da của hiliad đông cứng đến mức họ không thể cắm mũi kim tiêm xuyên qua nếu không có phản ứng kịp thời của nelson hiliad có thể đã trở thành một trong hàng nghìn ca tử vong vì hạ thân nhiệt mỗi năm câu chuyện sống sót thần kỳ của cô cũng trở thành một truyền thuyết y học và gây tò mò về mặt khoa học làm thế nào một cơ thể vẫn sống sót khi bị đông cứng những câu chuyện về người sống sót trong nhiệt độ đóng băng dù gây chấn động nhưng cũng không hẳn là quá hiếm gặp trên thực tế các chuyên gia y tế ở vùng khí hậu lạnh có câu nói rằng, không ai chết cho đến khi ấm lên và chết. Điều này có nghĩa là bệnh nhân hạ thân nhiệt sẽ được nỗ lực hồi sức cho đến khi cơ thể ấm lên. Nếu những nỗ lực vẫn không thành công, dù cơ thể đã được làm ấm thì bệnh nhân mới được tuyên bố là đã thiệt mạng. Các bác sĩ xác định nhiệt độ cơ thể của cô là 27 độ C, thấp hơn 10 độ C so với người khỏe mạnh. Cô ấy rõ ràng đã bị đóng băng, bề ngoài cơ thể lạnh và tím tái thậm chí cả đôi mắt mở to cũng vô hồn, giống như thủy tinh, mất phản xạ với ánh sáng. Theo lời của Jack Tatter, bác sĩ điều trị cho cô, cơ thể cô lạnh ngắt, cứng ngắc hoàn toàn, giống như một miếng thịt vừa lấy ra từ tủ đông lạnh. Họ vẫn đặt các miếng sưởi quanh người Hilliard, dù mười mươi nghĩ rằng cô đã nhận chắc án tử. Sau một thời gian chờ đợi, nhân viên y tế bất ngờ phát hiện mạch đập yếu. Chỉ có 12 nhịp mỗi phút, nhưng họ tin rằng có thể Hilliard vẫn còn sống bác sĩ điều trị tin rằng cô đã chết nhưng khi ông nghe thấy một tiếng rên yếu ớt ông nhận thấy cô gái đang chiến đấu giành lại sự sống vị bác sĩ cho biết tôi nghĩ cô ấy đã chết nhưng sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ chúng tôi biết rằng cô ấy vẫn còn sống trưa hôm đó jean tỉnh dậy với những cơn co thắt không lâu sau cô đã có thể nói chuyện bình thường trở lại vẫn lo lắng rằng bố sẽ tức giận khi cô phá hỏng chiếc xe của ông Jean kể lại, mọi thứ cứ giống như tôi thiếp đi và thức dậy ở bệnh viện. Tôi không hề thấy bất cứ thứ gì. Thật đáng tiếc. Mọi người cứ mãi nói về chuyện của tôi, nhưng tôi thì không hiểu gì cả. Ngay trong hôm đó, bác sĩ nhanh chóng cho cô xuất viện để trở về với cuộc sống bình thường như trước đây. Không chút ảnh hưởng từ cái đêm định mệnh biến thành cây kem. Đối với Jean, mọi chuyện chỉ đơn giản như một giấc ngủ, nhưng đối với tất cả mọi người còn lại, sự sống sót của cô chính là phép màu. Câu chuyện đóng băng 6 tiếng rồi sống sót trở lại bình thường của Jean đã trở nên vô cùng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ. Ở những trường hợp tương tự, bệnh nhân sẽ bị tổn thương về thể chất hoặc bị thương tật vĩnh viễn. Nhưng Hilliard đã có thể trở về nhà ngay vào ngày hôm đó mà chỉ bị tê và phòng rộp ngón chân. Tin tức về sự hồi phục kỳ diệu của cô lan truyền nhanh chóng. Hilliard được mệnh danh là cô gái kỳ diệu đến từ Lenby, Minnesota. Cô thậm chí còn xuất hiện trong một tập của chương trình truyền hình, những bí ẩn chưa được giải đáp. Đối với bạn bè và gia đình của cô, họ đã cầu nguyện để kỳ tích xảy ra, nhưng cơ sở sinh học đã đóng vai trò như thế nào trong trường hợp này? Tiến sĩ David Palmer của Đại học Minnesota là một chuyên gia trong lĩnh vực hồi sinh những người bị hạ thân nhiệt. Tình trạng cơ thể con người ngừng hoạt động khi quá lạnh, ông đã từng chữa cho hàng tá trường hợp như vậy trong suốt nhiều năm làm nghề. Tiến sĩ David cho biết, khi cơ thể con người trở nên quá lạnh, máu sẽ lưu thông chậm lại giống như một con gấu đang ngủ đông. Thời điểm đó, cơ thể con người không cần quá nhiều oxy. Khi vận tốc máu lưu thông và nhiệt độ cơ thể cùng tăng lên, người đó thường sẽ hồi phục trở lại. Đó chính xác là những gì xảy ra với Jean. Và ông David mô tả đó không khác gì một điều kỳ diệu. Y học hiện đại thường sử dụng thiết bị đặc biệt để làm ấm máu của bệnh nhân trước khi chuyển nó trở lại cơ thể người. Lượng máu đó sẽ giúp làm nóng các cơ quan nội tạng. Trường hợp cứu người từ tình trạng ngủ đông ngày càng trở nên lạc quan trong giới y khoa. Các bác sĩ vẫn tiếp tục tìm hiểu nhiều thông tin về các trường hợp ngủ đông tương tự. Không chỉ để cứu tính mạng của bệnh nhân mà còn để cứu sống người bị súng bắn, bị chấn thương đầu và bị lên cơn đau tim. Sau khi gần như trở lại từ cõi chết, Jin sống cuộc đời như người bình thường. Cô kết hôn, sinh con, rồi ly hôn. Thế nhưng, người phụ nữ này không bao giờ đi trên con đường đầy băng ấy vào ban đêm thêm một lần nào nữa. Không giống như nhiều vật liệu, nước ở dạng rắn chiếm thể tích lớn hơn so với thể tích ở dạng lỏng. Sự giãn nở này là tin xấu đối với các mô cơ thể bị lạnh. Vì chất lỏng trong chúng có nguy cơ xương phồng lên đến mức phá vỡ tan vật chứa. Ngay cả một vài tinh thể băng hình thành trong cơ thể cũng có thể xuyên qua màng tế bào bằng những mảnh sắc nhọn của chúng, khiến tứ chi trở thành những mảng da và cơ hoại tử, hay hiện tượng mà chúng ta thường gọi là tê cóng. Nhiều loài động vật khác nhau đã tiến hóa khả năng thích nghi để đối phó với sự nguy hiểm của các tinh thể băng sắc nhọn giãn nở trong điều kiện dưới nhiệt độ đóng băng. Ví dụ, loài cá biển sâu được gọi là cá đá vây đen ở Nam Cực sản xuất glycoprotein như một loại chất chống đông tự nhiên. Ở loài ếch gỗ, chúng biến phần nhân tế bào thành dạng siro bằng sản sinh đầy glucose trong cơ thể, qua đó chống lại sự đóng băng và mất nước. Bên ngoài tế bào, nước có thể biến thành chất rắn, bọc các mô cơ thể trong băng giá và khiến chúng trở nên cứng ngắc như những khối băng. Không thể kiểm tra sâu hơn ngoài những quan sát bên ngoài. Thật khó để nói chắc chắn làm thế nào cơ thể cô Jean Hilliard có thể vượt qua được việc bị đóng băng liệu có tinh chất hóa học độc đáo này trong cơ thể của cô ấy không? Thậm chí là ở cấu trúc mô. Mọi điều vẫn chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì khi nói cô gái trẻ đã gặp may mắn. Càng tìm hiểu về những điều kỳ diệu mà cơ thể con người có thể đạt được, chúng ta sẽ càng ít phải dựa vào vận may để cứu sống những người giống như Hylias trong tương lai. Thưa quý vị, sau khi trở lại từ cõi chết, Jean đã sống một cuộc đời như những người bình thường cô kết hôn, sinh con rồi ly hôn. Thế nhưng người phụ nữ này cũng không bao giờ đi trên con đường đầy băng ấy vào ban đêm thêm một lần nào nữa. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.